Đồng hồ Vang Vọng xin kính chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác luôn tin tưởng và lựa chọn những chiếc đồng hồ chất lượng tốt nhất tại đồng hồ Vang Vọng. Và khuyên các bác nên lựa chọn những chiếc đã qua kiểm tra bảo dưỡng lâu rồi, tránh mua phải hàng chất lượng kém cũng như hàng giá rẻ. Và trong video hôm nay, em xin được giao lưu cùng với các bác hai chiếc đồng hồ đến từ đất nước Pháp. Đầu tiên, đây là một chiếc Vodex thùng dài các bác nhé. Các bác hay gọi đây là một mẫu thiết kế thùng đuôi chuột. Và chiếc thứ hai sẽ là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Zura, một chiếc Zura số nổi. Bây giờ em sẽ đi giới thiệu chi tiết này, thử chuông và sẽ báo cái giá chuẩn nhất để các bác sưu tầm một chiếc đồng hồ cổ nguyên bản về treo trong không gian nhà. Đầu tiên thì em sẽ gửi tới các bác đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Zura, thiết kế thùng vân nu các bác nhé. Và đây em sẽ có hai cái bông đào được chạm trổ trực tiếp trên nền cánh thùng các bác ạ. Các bác có thể thấy đây này, rất ít khi là chúng ta thấy những cái chi tiết trùng quả kích thước lớn này được chạm trổ trực tiếp trên nền cánh thùng, đúng không ạ? Rất là sinh động luôn các bác nhé. Từ những cái đường nét hoa dây, cành này, lá này và cái chi tiết trùng quả rất là nhiều quả luôn, được chạm trực tiếp luôn các bác nhé. Rất là sinh động luôn các bác ạ. Đối xứng hai bên cánh thùng nằm lên để nổi bật cho một cái phần mặt số bác giác nằm số nổi đen của thương hiệu Zura. Ngoài ra chúng ta còn có một cái thiết kế tay cầm này đã xuống màu theo thời gian rồi, chuẩn zin các bác ạ. Và một cái phần kính cũng thế các bác ạ, có một chút cái vết thời gian rồi, nhưng đây là một phần kính nguyên bản nên em sẽ giữ lại để các bác sở hữu. Về thiết kế bên ngoài của chiếc Zula, em nhận xét đây là một chiếc Zula nó có cái nét đẹp bên ngoài trên 92% các bác nhé. Có một chút cái vết thời gian nhưng không đáng kể. Đây là em đang quay rất là xa và cũng hình dung cho các bác rằng đây là một chiếc đồng hồ các bác đang treo trên tường nhà của mình để các bác nhìn xem. Một chiếc đồng hồ cổ rất là đẹp đúng không ạ? Thùng vân nu các bác nhé, rất là chắc chắn luôn. Hai bên cánh còn rất là đẹp các bác ạ. Bây giờ em sẽ đi ở bên trong nhé. Hai khuy cài cửa cũng còn nguyên luôn các bác nhé. Gỗ rất là dày này, gỗ dày thì chúng ta mới chạm trổ hoa văn trực tiếp trên nền gỗ này các bác nhé. Chắc chắn luôn. Phần đẹp kính trên, phần đẹp kính dưới như nhau này các bác này. Rồi, đây là một cái phần giấy tờ còn giữ lại được của chiếc đồng hồ Zura. Người ta sẽ ghim một góc thùng này các bác nhé. Do cái phần vận chuyển nên là cái giấy nó bị lách ra khỏi phần ghim thì em sẽ để dưới đáy thùng các bác nhé. Hai cái ốc để hãm thùng hai bên còn đầy đủ này. Một cái phần tay cót zin đặc trưng của thương hiệu Zura luôn các bác nhé, còn nguyên. Quay trở lại với cái phần mặt số thì đây là cái mặt số rất là đẹp luôn, số nổi của thương hiệu Zura các bác nhé. Tên logo này các bác này, rất là rõ nét Zura này. Logo bên ngoài cũng khác gì thương hiệu Olo đúng không các bác? Với cái bộ kim đặc trưng của thương hiệu Zura. Tên của người chủ cũ nhá, người ta đã được dán vào trong cái phần mặt số này các bác này. Thông số này các bác này, made in France. Và em nhận xét cái bộ mặt số này còn đẹp trên 95% các bác ạ. Đây là một chiếc Zura sở hữu một cái bộ máy vách đồng các bác nhé, nguyên bản, và nếu mà tính độ đẹp thì em cũng tính trên 95%. Cùng với cái bộ gồng thép các bác ạ, 8 đầu búa và 8 thanh gông thép chơi cái bản nhạc Westminster. Và các bác để ý giúp em nha, chúng ta sẽ có một cái phần củ gông nó không khác gì so với hình dáng của củ gông 101 hoặc là 121 trên là cái bộ gông của thương hiệu Odo đúng các bác. Bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đi nghe thử cái bản Westminster trên chiếc đồng hồ Zula số nổi này. Và vừa rồi thì em cũng đã thử cho các bác âm thanh bản nhạc Westminster đầy đủ và 15 phút trên chiếc đồng hồ Zula. Về cái phần điểm nhạc các bác nhé, cái độ tròn tiếng và độ ngân nga rất là tốt luôn. Kiểu dáng củ gông giống hệt Odo nên âm thanh nó cũng tương tự đúng các bác. Còn về thiết kế bên điểm giờ thì lúc nào rồi, Zula bên điểm giờ lúc nào tiếng cũng to các bác ạ. Bây giờ em sẽ mời các bác cùng em nhìn lại tổng thể một lần nữa nhé. Vẻ đẹp tổng thể của một chiếc đồng hồ Zula chơi gông thép số nổi đen và nguyên bản cả con. Trước này em xin phép được có công khai giá với các bác là 11 triệu, một cái giá chuẩn nhất để các bác sở hữu. Tiếp tục trong video hôm nay thì em gửi tới các bác đó là một chiếc Vodex thùng dài nhé. Các bác hay gọi là thùng nu đuôi chuột các bác ạ.
thiết kế thùng nu gỗ sồi các bác ạ. Chúng ta sẽ được đính điểm những cái phần họa tiết hoa văn bằng đồng này các bác nhé. Thực ra đây là những cái phần hoa văn kim loại được mạ đồng đấy các bác nhé, chứ không bao giờ có đồng được các bác ạ. Các bác để kỹ giúp em. Chúng ta sẽ có biểu tượng bông hoa này và những cái phần hoa văn được kẹp hai bên này, đặc trưng của những chiếc thùng nu đuôi chuột đúng các bác. Nhiều bác sẽ nhầm tưởng đây là một chiếc đồng hồ của người Đức. Không các bác nhá, người Pháp người ta cũng có thùng nu đuôi chuột. Và chính giữa chúng ta có một cái phần mặt số tròn kích thước rất là lớn các bác ạ. Em không nhầm, đây là một cái phần mặt số rơi vào khoảng tầm 20 hoặc 20-21 gì đấy. Nói chung đây là một cái phần mặt số lớn của thương hiệu Voidex các bác nhá. Cái phần mặt kính cong mo còn giữ được nguyên này các bác này. Kính cong mo phải tạo độ sâu này. Ngoài ra thì bên dưới có một cái phần kính mài viền này các bác này. Mài viền bên dưới nhá. Đấy, mài viền này các bác này. Khoảng kính rất là rộng, đặc trưng của những cái chiếc thùng nu đuôi chuột, để kết hợp với quả nắc màu đồng tròn tia xoáy ở bên trong đây, kết hợp với cái phần điểm này ăn khớp với nhau. Bên dưới đáy của chúng ta cũng có một cái phần chi tiết các bác nhá, để làm cho chiếc phần để làm cho cái phần thùng của chiếc đồng hồ Voidex nó thêm phần cân đối. Ví dụ như các bác để treo thì các bác sẽ nhìn từ trên từ dưới lên trên như thế này các bác nhá. Đây là vẻ đẹp của chiếc đồng hồ Voidex đây. Khi các bác treo sang đây này các bác này. Em sẽ mô tả để các bác dễ nhìn nhá. Rất là đẹp luôn, kiểu dáng gọn, độc đáo, ít cặp. Hai vách thùng rất là đẹp các bác nhá. Vì đây là vân gỗ sồi nên nó sẽ cho các bác những cái đường vân gỗ tự nhiên các bác ạ. Nành nặn luôn các bác nhá. Em đang quay rất là chậm để các bác được nhìn rõ nét nhất từng cái chi tiết trên chiếc đồng hồ Voidex thùng nu đuôi chuột này. Còn bây giờ sẽ mời các bác cùng em đi vào bên trong nhá. Khuy cài cửa này. Gỗ sồi rất là chắc chắn này các bác ạ. Dày đúng không các bác? Cái phần mặt kính cong mo này các bác này. Bác nhìn rõ chưa? Các bác có thể thấy phần kính cong mo đấy nhá. Đó, được nẹp này bởi bốn miếng đồng này. Bên dưới kính mài viền thì được nẹp rất là chắc chắn đây. Và đặc trưng của thương hiệu Voidex, không bao giờ sai đâu được. Lúc nào phần cánh chúng ta cũng có một cái phần thông số, gọi là để cái bảng tên của thương hiệu Voidex đúng không các bác? Đấy. Đây là những cái phần ốc chống hai bên còn đầy đủ này. Hai cái đầu dây khóa đầy đủ này, đúng không ạ? Và đây là cái phần mặt số nhá, một cái phần bộ kim đặc trưng của những đời đầu của thương hiệu Voidex các bác ạ. Tên logo đây các bác nhá. Đấy. Và bên trong thì chúng ta sẽ sở hữu một cái phần bộ gồng thép nhá. Tất nhiên rồi, đây là những chiếc đồng hồ Voidex đời đầu nên chắc chắn chúng ta sẽ có kiểu dáng củ gông khác hẳn đúng không ạ? Nhưng vẫn là chuẩn zin của thương hiệu Voidex các bác ạ. Một củ gông được mạ vàng hồng, màu đồng này các bác này. Rất ít gặp rồi. Và những chiếc Voidex như này thì được sản xuất vào khoảng những năm, em không nhầm thì khoảng những năm 45 đến 50 các bác nhé. Chúng ta sẽ có cái kiểu dáng củ gông như thế này. Còn về sau chúng ta sẽ có kiểu dáng lòng máng này hoặc là củ gông chữ T đúng không ạ? Còn đây cái bộ gông rất là dài các bác nhé. Cực kỳ là dài luôn. Như bộ gông lòng máng trên những chiếc Voidex trước đây em đã giới thiệu cho các bác rồi. Một quả nắc màu đồng đấy các bác nhé. Phần niềng thế này, ăn nhập với nhau các bác ạ. Bây giờ em xin bật mời các bác cùng em đi nghe thử một chút cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Voidex cổ này chơi lên các bác nhé. Cái phần tiếng chuông rất là nhẹ nhàng đúng không các bác? Đặc trưng của thương hiệu Voidex. Và cái phần điểm giờ nghe rất là thích tai, mềm mại, trường âm rất là tốt luôn. Còn những cái nốt nhạc rất là tròn tiếng nha. Nó có hơi bị chậm hơn một chút so với những chiếc Voidex các bác hay gặp. Là vì đây là những chiếc Voidex đời cổ, thì chúng ta sẽ chạy với cơ chế quả Nogai. Nó không khác gì quả Nogai cố xe gió của thương hiệu Z các bác ạ. Đấy, đấy là cái kết cấu đánh nhạc nó sẽ khác nhau. Đôi khi những chiếc đồng hồ cổ này nó sẽ cho các bác cái phần âm thanh nó rất là thư thái các bác nhé. Thư thái thực sự luôn các bác ạ. Bây giờ em xin được quay tổng thể một lần nữa các bác nhé. Với một chiếc đồng hồ Voidex đẹp,
nguyên bản những chiếc đồng hồ này thì em xin phép được giao lưu cùng với các bác với cái mức giá đó là 9 triệu. Một mức giá phù hợp đúng không các bác? Vừa rồi em đã gửi tới các bác hai chiếc đồng hồ. Bác nào muốn sở hữu một trong hai chiếc đồng hồ này thì mời các bác đọc giúp em cái tên thương hiệu Vodet hoặc là thương hiệu Zula và thông báo cho em cái giá chuẩn để em sẽ vận chuyển về tận nhà các bác để các bác sử dụng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.